số là 199. 199 là một cây linh sam rừng rin nha, lũa thép rin luôn. Đó, cây này nguyên một khối lũa thép rin luôn nè. Đó là không có tác động máy móc luôn nha. Rin của cây mà không tác động máy móc luôn. Đó, nguyên rin nguyên cơ bản luôn nha. Ở đây nó có mọc theo một cái cây linh sam đao điểm nè. Đó, nếu mà mình cây này là cây đang rin mà. Nếu mà ok á, mình lấy cái bo ghép bên này nè, mình ghép qua bên này luôn. Đó là làm cây linh sam đao điểm luôn, ghép đao điểm vô luôn nha. Là ok luôn. Đó, cái lũ này rất là đẹp nha. Cái lũ này nó giống như cái đầu rồng vậy á. Đó, lũ này rất là giống như cái đầu rồng nha. Siêu lũ luôn. Khánh Sơn nó tưởng cẩm thị. Cây này. À, cái này thì em đo được cái hoành gốc ở dưới này là 20 nè. À, cái hoành của cái thân lũ này nha. Hoành của thân lũ này. Hoành của thân lũ là 25. Cây cao. À, cao đến cái đầu lũ là 34. Chậu nhựa nuôi lọt lòng là 30 nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 1.500k bao ship luôn. 1.500k bao ship nha. Mã số là 199, 1.500k bao ship cho cây linh sam rừng rin này luôn nha. Mã số 199. Linh sam rừng rin luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Anh Khánh Sơn là có thuốc lũ không em? Dạ có nha anh. Thuốc lũ anh ưng cái màu nào anh? Anh ưng màu cánh gián, nâu đỏ, nâu đất và màu vàng nghệ. Có màu vàng nghệ đó anh nha. Mới có. Rồi 1.500k bao ship cho cây linh sam rừng rin này luôn, lũa thép luôn nha, lũa thép rin luôn. Cái đầu lũa này giống như cái đầu rồng luôn đó nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn luôn.